Để chọn một chiếc ghế phục vụ tối đa cho công việc cũng như là học tập hay là chơi game của anh em mình, thì anh em sẽ chọn một chiếc ghế công tới học hay là một chiếc ghế thông thường như này? Thì Minh Phong thấy đa số anh em đều chọn một chiếc ghế công tới học, đúng không? Thế thì cùng Minh Phong tìm hiểu một chiếc ghế công tới học đến từ nhà Era EEC22 này nhé. Đầu tiên về phần ngoại hình thiết kế thì chúng ta sẽ thấy một chiếc ghế thông thường không có tựa lưng, không có tựa đầu và đặc biệt là không có kê tay, cũng như là không có độ nâng cao thấp thì cho sang một bên. Và chiếc ghế này thì chúng ta sẽ thấy một tấm tựa lưng bằng lưới chất lượng cao sẽ mang lại cảm giác thông thoáng cũng như là thoải mái khi chúng ta ngồi làm việc lâu dài. Còn về phần kê đầu của chúng ta sẽ có thể điều chỉnh lên xuống và cao thấp. Còn về phần lớp đệm để chúng ta ngồi lên thì được thiết kế bằng một lớp đệm cực kỳ dày và cũng như là độ đàn hồi cao, mang đến cảm giác thoải mái cho bờ mông của chúng ta. Còn về phần kê tay, chúng ta thấy đây làm bằng nhựa PU cao cấp, cố định như thế này để khi mà chúng ta kê tay hoặc là di chuyển nhiều, nó sẽ không ảnh hưởng đến cái tư thế ngồi cũng như là đỡ bị ảnh hưởng đến cái tay cầm. Còn về mặt sau của chiếc ghế công tới học này, chúng ta sẽ thấy một khung nhựa có thể bo khít vòng eo cũng như là vòng lưng của chúng ta và có thể điều chỉnh lên xuống như thế này. Còn ở phần dưới của chiếc ghế này, chúng ta sẽ thấy đó là một trụ thủy lực cực kỳ chắc chắn và có thể chịu trọng tải lên tới 80kg. Còn về phần bánh của chiếc ghế Era EEC222 này được thiết kế bằng nhựa PU, giảm độ ồn khi mà chúng ta di chuyển ghế, cùng với đó là cực kỳ chắc chắn và giảm cái độ ma sát cũng như là độ chày trên sàn nhà của mình. Và vừa rồi là tất bằng tật những thông tin cực kỳ đặc biệt ở chiếc ghế công tới học đến từ nhà Era. Và nếu anh em thích thì hãy ấn ngay ở đường link bên dưới nhé. Còn bây giờ đừng quên like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hacom.